Vâng, và phiên ngày mùng 5 tháng 6 lại là một phiên VN-Index tiếp tục vượt đỉnh không thành công nha anh chị. Xin chào anh chị quay trở lại với video nhận định nhanh về thị trường trong phiên ngày mùng 5 tháng 6 cùng em Vinh nha anh chị. Trước khi bắt đầu vào video thì anh chị đừng quên để lại cho em xin nút like hoặc là những trái tim màu tím ở phần khung chat anh chị. Anh chị cũng đừng quên ấn nút đăng ký nếu như anh chị em mình là người mới biết đến kênh ý chí phát. Thì anh chị em hãy nhấn nút đăng ký để có thể là cập nhật được những video mới nhất về nhận định thị trường hay là chuyên livestream cùng anh em nha. Ok, và chúng ta sẽ cùng đi qua nhanh về thị trường trong phiên ngày hôm nay. Thì phiên nay là khi mở đầu phiên sáng thì chúng ta thấy là mở gap tăng đến 4 đến 5 điểm, nhưng mà trong suốt quá trình tăng thì chúng ta thấy là không có quá nhiều lực cầu tham gia, như là thị trường nó không duy trì được những cái đà tăng ở những mức cao khi thị trường nó tiếp cận những cái vùng đỉnh cũ là 1.293,94 thì nó đã bắt đầu có những tín hiệu mà bị chững lại. Nghĩa là sao? Nghĩa là ở những vùng này thì dòng tiền nó chưa đổ vào quá là mạnh, thì chúng ta có thể thấy là như đồ thị thì chúng ta thấy là thanh khoản ở phiên sáng thì những lúc tăng điểm thì những cái phần thanh khoản này có vẻ nó bị chững lại. Thì để chúng ta một phiên vượt đỉnh thành công qua những cái vùng kháng cự mạnh này thì chắc chắn chúng ta phải là đầu tiên là phải cần có dòng tiền mạnh mẽ tham gia, hoặc là phải có một nhóm ngành nào đó dẫn dắt, có thể là banh, chứng khoán, thép hay là bất động sản. Và chúng ta thấy là trong suốt phiên sáng chúng ta chờ đợi những tín hiệu của dòng dẫn xuất hiện thì dường như là cũng khá là mờ nhạt trong phiên sáng ngày hôm nay. Thì đầu phiên sáng thì chúng ta có thấy là có một sự rút tích cực của cái nhóm liên quan một chút đến bất động sản khu công nghiệp. Trong phiên sáng thì chúng ta cũng thấy là tích cực nhất là một số cổ phiếu bất động sản công nghiệp như là SHIP, LTC hay là DTD. Kèm theo đó thì chúng ta thấy là trong VN30 thì có những cổ phiếu như SAB, Vinamilk đang có những mức tăng tương đối là mạnh. Chúng ta thấy là SAB hôm nay có những cái mức mà nó còn tím điểm anh chị. Hay là chúng ta về thấy nhóm ngành ngày hôm nay, ta thấy hôm nay chỉ có nhóm ngành công nghệ và nhóm ngành hàng tiêu dùng. Hàng tiêu dùng thì đặc biệt nay là có SAB, còn công nghệ thì chúng ta thấy hôm nay những cái cổ phiếu nhỏ như là SAM hay là ST8 hay là ITD hay là MSS thì đã có những phiên tăng rất mạnh. Nhưng mà theo em đã đánh giá của rất nhiều cái phiên tăng điểm mà vượt những vùng kháng cự mạnh thì có phải có những cái dòng mà nó hưởng ứng hay là tạo cái độ hưng phấn cho thị trường cao, như là nhóm thép hay là nhóm bất động sản, chứng khoán hay là ngân hàng gì đó cùng theo cái dòng tiền nó ồ ạt vào. Thì nếu mà có những điều kiện đó thì em đánh giá cái phiên tăng điểm nó sẽ hoàn mỹ hơn, và cũng không nằm ngoài dự định của em là trước 2 giờ mà nó không tăng được điểm thì thị trường nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì cơ hội của nó sẽ mạnh hơn nếu như thị trường bứt phá khỏi vùng tích lũy 1.294 này với thanh khoản thuyết phục, kèm theo là có một số ngành hay là một số cổ phiếu nó dẫn dắt dòng tiền. Và phiên nay thì như đã thấy là chúng ta thấy áp lực bán bắt đầu xảy ra từ sau 2 giờ nha anh chị, đưa chỉ số chúng ta về những mức gần tham chiếu, có lúc là đỏ nhẹ, mà cuối phiên thì số vẫn đóng cửa những mức xanh nhẹ với thanh khoản gọi là tương đương với phiên ngày hôm qua. Thì cây nến ngày hôm nay là một cây nến đỏ anh chị, tuy là xanh điểm nhưng mà là một cây nến đỏ, thì điều đó cho chúng ta thấy là áp lực bán vẫn là còn nhưng mà không quá là mạnh. Rồi lực cầu thì chúng ta thấy là chưa quá là mạnh, kiểu như là đang khá là cân bằng ở lực cung và lực cầu. Thì để chúng ta thấy là những phiên tiếp theo thì một bên nào đó gia tăng về lực mua lực bán thì có thể là nó sẽ làm thay đổi xu hướng. Còn xu hướng hiện tại của thị trường nó vẫn là đi trong những biên tích lũy từ những cái vùng 1.250 đến vùng 1.290 anh chị, nó chưa hề vượt qua những cái vùng kháng cự này thì chúng ta chưa thể nói là thị trường đã thay đổi xu hướng được. Và theo em nhận định là nếu mà về cái đồ thị góc đồ thị ngắn hạn hơn là đồ thị 1 giờ thì chúng ta thấy là hôm nay thị trường nó không bứt phá được.
Thì trong những phiên ngày thứ 5 và thứ 6 thường sẽ gặp vô cùng khó khăn, khi mà chúng ta thấy là trong phiên thứ 5 thứ 6 là thị trường sẽ đi qua những cái vùng eo mây mỏng, và cái vùng này chúng ta thấy là thị trường nó tiến đến những vùng eo mây mỏng này là rất nhạy cảm cho anh chị. Cũng theo là đồ thị khung ngày, chúng ta có thể thấy là cái đường Kijun thì ngày mai nó sẽ bắt đầu được nâng lên nha anh chị, nó sẽ nâng lên rất là sát với cái đường Tenkan này. Chúng ta đếm 17 lến thì cái lến ngày mai thì nó cũng bắt đầu rời vị trí của đáy rồi, thì nó sẽ cho chúng ta thấy là cái trạng thái của thị trường nó sẽ bắt đầu tiến hơn đến những phiên dao động cực kỳ mạnh. Còn theo đánh giá của em là thị trường liệu đã xấu chưa, đã vượt đỉnh thất bại hay chưa, thì em là thị trường nó vẫn còn cơ hội, có thể là cái nhịp tăng của nó sẽ có phần sẽ chững lại, hoặc là nó sẽ cần chờ tiếp tục dòng tiền. Nó chỉ cần trong phiên ngày thứ 5 thứ 6 mà chỉ số ta tiếp tục giữ được trên những vùng 1278 này, là vùng khách sạn là khu 1 giờ nha anh chị, nó đi qua hết cái tuần này thì có thể là nó sẽ đi vào những vùng an toàn hơn. Còn một khi mà nó đã thủng được qua những cái vùng mà nó thủng qua những vùng 1268, cái vùng mà rất thấp trước đó mà nó đã có những cái dòng tiền vào, theo mà đánh giá thị trường nó có sẽ vẻ là đi theo chiều hướng xấu hơn nha anh chị. Khi theo em giá là trong phiên ngày thứ 5 thứ 6 mà thị trường nó mất đi những cái mốc 1268 thì thị trường nó bắt đầu gặp áp lực rủi ro sẽ tăng lên. Thì khi đó là chúng ta sẽ phải cân nhắc đến cái tỷ trọng hàng cổ phiếu của anh chị em mình mà đang nắm giữ. Còn hiện nay về xu hướng hay là những tình trạng cổ phiếu hay là VN-Index hôm nay có vượt đỉnh không thành công, thì em vẫn thấy là đây là những cái dấu hiệu hết sức là bình thường. Nếu mà nhìn trong phiên ngày hôm nay, ta là thấy khi thị trường nó tiến đến vùng đỉnh cao mà không thấy có quá nhiều lực bán thì nó cũng chưa là quá rủi ro, và chúng ta thấy là trạng thái của thị trường nó khác rất là nhiều so với cái đợt mà hồi tháng 8, tháng 3, tháng 3 năm 2024 anh chị, nó vượt đỉnh thất bại, thì ta thấy là cái trạng thái hai kiếm nó hoàn toàn khác nhau. Ta thấy là ở đây đúng không, trạng thái hai kiếm đây nó đang nằm ngang, nhưng mà chúng ta thấy là bây giờ trạng thái hai kiếm nó bắt đầu hướng lên rồi, và hai đường nó sát nhau rồi và đang ở một vùng tích lũy rất chặt, và cái phiên đó mà vốn bán nó không bị trào ra quá là lớn, hay là những cái phiên giảm điểm thị trường chúng ta vẫn thấy đen nói một số cổ phiếu hay là một số dòng, tuy là chưa đánh đồng đều nhưng chúng ta vẫn thấy là sự đen nói của dòng tiền nó luôn luôn đi tìm cổ phiếu hay là những nhóm ngành mà có cơ hội. Như chúng ta đang thấy là những cổ phiếu em sẽ chỉ là giới thiệu cho anh chị một số cổ phiếu mà nó có tín hiệu mua nha anh chị, còn những tổ cổ phiếu mà đã tăng quá là mạnh rồi thì em sẽ cập nhật về những trạng thái ở trong những cái zoom khách hàng cổ phiếu đó thì mình đã mua rồi, bây giờ thì đều quá điểm mua rồi, ta sẽ phải là nâng những cái điểm chặn lại lên thôi. Còn khi thị trường có xấu hay nào mà nó không chạm đến những vùng cắt lỗ hay là chặn lãi của chúng ta, ta cũng chưa phải quá là lo lắng đâu. Em giới thiệu anh chị là một số dòng hay là một số cổ phiếu trong dòng đó nó đang có tín hiệu tích cực hơn và nó bắt đầu cho thấy dòng tiền, và cổ phiếu nó có thể đánh lên, nó có thể làm cho nhóm ngành hay cổ phiếu đó làm thay đổi xu hướng nha anh chị. Chúng ta thấy là Hoa Sen chúng ta là một trong những cổ phiếu trong nhóm ngành thép đang có tín hiệu tương đối tích cực trong 2 đến 3 phiên trở lại đây. Thì bắt đầu từ phiên ngày hôm qua, ta thấy là dòng tiền nó đã quay trở lại rất là mạnh mẽ rồi. Và hôm qua khi nó tiến đến vùng kháng cự 23.5 thì nó đã bắt đầu áp lực bán lại, nhưng mà không quá là lớn anh chị. Và phiên hôm nay thì cái đợt giảm điểm của thị trường hay là những đợt điều chỉnh từ những vùng tăng đến 9 đến 10 điểm về những vùng tham chiếu thì cái cổ phiếu này là vẫn giữ được những cái vùng giá tương đối là cao, và cái biên độ giá của nó là không bị lung lay quá nhiều, kèm với mức thanh khoản hôm nay là tương đối là ổn. Thì em là trạng thái của cổ phiếu Hoa Sen cũng như nhóm ngành thép đang cho tín hiệu tương đối là tích cực. Thì cổ phiếu này nếu mà nó vượt được những cái vùng cản 23.5, em đánh giá là nó có thể là bắt đầu tiến đến cái xu hướng tăng của nó nha anh chị. Chúng ta có thể thấy là những cổ phiếu đầu ngành của dẫn đầu của nhóm ngành thép khi có dòng tiền hướng đến, chúng ta thấy là nó đã trải qua những đợt tăng tương đối là mạnh rồi.
hay là những cổ phiếu thép Hòa Phát, cổ phiếu là vốn hóa tương đối là lớn và được đánh giá là nặng mông, nó cũng đang tích lũy ở những vùng khá là cao. Ta thấy yếu tố này đang thể hiện khá tích cực nha anh chị, thì chúng ta có thể hoàn toàn chú ý đến Hoa Sen, nó sẽ là một trong những cổ phiếu khá là mạnh trong giai đoạn sắp tới nếu như mà chúng ta thấy là nó giữ được cái vùng 22.2 này nha anh chị. Hay là một cổ phiếu khác của nhóm ngành đầu tư công như là KSB, em đã báo anh chị là theo dõi trong phiên ngày hôm qua, thì hôm nay là một phiên test lại và vẫn đóng cửa ở trên những cái vùng hỗ trợ 23.28 nha anh chị. Nó mong mem rồi, chúng ta thấy là nó đã có những cái cây tiền vào rồi, hay là chúng ta thấy là cái đợt tăng giảm trước có rất là gọi là tích lũy rất là chặt, nó vừa lên rồi điều chỉnh tích lũy phiên giảm, nó không bị vôn trào ra quá là mạnh. Thì theo mà đây là những cổ phiếu ta có thể chú ý và có thể tham gia vào ở ngay những cái vùng giá hiện tại được nha anh chị. Ta thấy là những nhóm đầu tư công nó cũng lên nói, những cổ phiếu đầu ngành nó đã vượt rồi, ta có thể thấy là cái dòng tiền nó bắt đầu có thể là mom em đến dòng có cơ hội hấp dẫn hơn ở lửa cuối năm 2024, hay là những cổ phiếu như là HUT đúng không ạ. Chúng ta đã thấy là dòng tiền vào, nhưng mà khi nó vào thì nó chậm cản, việc đầu tiên của nó phải tái hấp thụ lại và nó chỉ không cần không vỡ được đi những vùng hỗ trợ này, thì em là cái đà tăng của cổ phiếu này sẽ vẫn là rất là ổn anh chị. Ta thấy là những cái vốn bán không quá là lớn khi mà cổ phiếu chúng ta đã bứt được qua những vùng kháng cự rồi. Ngoài ra thì chúng ta thấy hôm nay có một số cổ phiếu bất động sản bị đạp tương đối là mạnh, hay là cổ phiếu MWG đúng không ạ. Hôm nay chúng ta có thể thấy tác nhân giảm điểm rất là lớn đến cổ tư cổ phiếu MWG, thì ta thấy là trạng thái cổ phiếu thực ra là nó cũng đang đi ở những vùng tương đối là cao rồi. Ta thấy những cái đợt tăng giá của nó từ những cái vùng lên đến cái vùng cao nhất khoảng 30% rồi. Cổ phiếu tăng như thế giới di động mà tăng 30% là một mức tăng tương đối là lớn. Hiện nay trạng thái cổ phiếu tuy hôm nay là một phiên giảm 2.82 điểm, nhưng mà theo em là cổ phiếu đang ở leo ở giá tương đối là cao anh chị. Phiên giảm điểm này khá là bình thường, kèm theo áp lực gọi là có thông tin là chủ tịch đăng ký bán lên 2 triệu cổ phiếu, có thể là đây cũng là một phần nào tác động đến tâm lý của nhà đầu tư. Nhưng mà theo em cổ phiếu này là nó khó giảm sâu được và nó đang cũng là một trong cổ phiếu tương đối là mạnh. Còn những cổ phiếu ở nhóm ngành bất động sản ngày hôm nay chúng ta thấy có Nam Long bị giảm tương đối là mạnh, thì những cổ phiếu này thì nó cũng đã tiến đến những vùng đỉnh tương đối là cao rồi và trạng thái tích lũy của nó chưa quá là chặt, thì những phiên điều chỉnh này thì em cũng đánh giá là khá là bình thường nha anh chị. Tuy điều chỉnh nhưng nó vẫn giữ được những vùng trend của nó và chưa làm mất đi xu hướng. Hay là chúng ta thấy là đơn cử trong nhóm ngành bất động sản thì vẫn có những cổ phiếu mà có những mức tăng trần nha anh chị, là HA đang trong trend rất là mạnh, khi nó chưa gãy đi những xu hướng, chưa gãy đi trend của nó thì em đánh giá cổ phiếu vẫn khỏe. Còn ở trong nhóm này ngay chúng ta thấy là có cổ phiếu có thể là tham gia được ngay, HDC đúng không. Ta thấy là cái biên tích lũy của nó, biên vận động giá của nó bắt đầu có tín hiệu gọi là siết lại, chúng ta thấy không, thì chúng ta kẻ ra đi, ta thấy là cái vùng vận động của nó bắt đầu có hiện tượng hẹp dần rồi, thì cái trạng thái này nó sẽ chỉ duy trì 1 đến 2 phiên nữa, một là nó sẽ break lên, hai là sẽ break xuống nha anh chị. Ta cũng có thể là để cổ phiếu này vào trong cái danh mục theo dõi và xem là những cái vùng hiện tại mình có thể là mua gom dần được rồi. Bởi vì theo mình giá là cổ phiếu HSC là đang ở trong cái vùng lên giá rất là tốt, và khi nó giảm thì nó cũng khó có thể giảm sâu được. Nó có hỗ trợ giao găm và mây rất là dày ở phía dưới đây. Hay là chúng ta thấy là trong nhóm ngành bất động sản thì hôm nay thấy PR nổi lên, và cuối phiên thì chúng ta cũng thấy là đạp về tham chiếu. Thì đây cũng là một trong cổ phiếu, tuy chúng ta thấy ở phía trước nó đang có những cái cản mạnh nha anh chị, nhưng mà cổ phiếu này nó cũng đang có cơ hội, nó chỉ cần bứt phá mạnh được qua những vùng này thì nó hoàn toàn có thể là thay đổi xu hướng. À, dòng tiền thì nó chưa hưởng ứng đâu, nhưng mà nó cũng kiểu như đang thử thách rồi. Thì chúng ta thấy trend là cổ phiếu này nó vẫn giữ được và nó vẫn đang nằm ở trên những vùng hỗ trợ nha anh chị. Nó rất kiểu như khi nó bóp rất là mạnh rồi thì một là nó phọt lên trên, hai là chui xuống dưới. Chúng ta hãy xác định nếu mà nó vượt lên trên này với một cây thanh khoản mạnh vào, thì
đánh bứt phá vùng này thì cái phiên đó chúng ta cũng hoàn toàn có thể tham gia được nha anh chị, không có gì phải lo sợ đối với dạng cổ phiếu như vậy. Tích lũy rất là chặt và nó không bị trào vôn ra trong quá trình tích lũy này. Ok, còn nhóm ngành chứng khoán thì thấy hôm nay cổ phiếu chứng khoán cũng khá là phân hóa anh chị. Ta thấy là cổ phiếu chứng khoán cũng giữ được giá tương đối là tốt trong phiên ngày hôm nay. Có cổ phiếu đỏ điểm thì chúng ta thấy như HCM SSI hay là HCM SHS, VX, VCI đỏ điểm, nhưng mà ngoài đó chúng ta thấy là cái mạnh khác như là FTS vẫn giữ được cái đà tăng khá là tốt. Hay là đơn cử như là CTS, BMS là đều những cổ phiếu mà nó nằm trên xin nó không phải BMS anh chị, EVS nhé. Nó đều nằm trong cái trend của nó, mà khi nó chưa mất đi những xu hướng của nó thì cổ phiếu này chúng ta không thể đoán được đâu là đỉnh rồi. TCH đó anh chị thấy là khi những cổ phiếu mạnh nó còn chưa gãy đi được cái trend hay xu hướng của nó thì theo mình giá là thị trường của chúng ta vẫn là ổn. Nếu mà cái phiên nào mà xấu ấy, chúng ta phải thấy là những cổ phiếu nó khỏe, nó lần lượt nó làm sàn, hay là chúng ta thấy là có rất nhiều cổ phiếu nó giảm 4 đến 5%. Còn phiên này thì theo đa số là khi mà thị trường nó đã tiến lên những vùng đỉnh cao này đúng không ạ? Chúng ta thấy là cổ phiếu nó giảm không quá là lớn anh chị, đến sơ sơ cũng chỉ 1 đến 2% thôi. Còn như cũng cũng khá nhiều cổ phiếu tăng tăng anh chị. Tuy nhiên là số mã tăng hôm nay 189. Chúng ta thấy là cái đợt trước thì nhóm VN30 nó giảm khá là mạnh. Nên cái đợt này thì có thể là thấy nhóm VN10 nó quay trở lại mạnh mẽ hơn. Đây cũng không phải là cái điều gì mà đáng lo ngại đâu anh chị. Cái phiên lo ngại thì em đánh giá là sẽ phiên mà sẽ rất nhiều cổ phiếu giảm trên 3-4%. Mức thanh khoản lớn. Phiên đó chúng ta sẽ phải cần lưu ý mà chúng ta nên hạ tỷ trọng vào những phiên như vậy. Còn những phiên như này mới rung lắc bình thường thì chúng ta vẫn tiếp tục là theo dõi và chờ mua cổ phiếu khi nó rung lắc về những vùng hỗ trợ nha anh chị. Thì trong giai đoạn này chúng ta vẫn mua hỗ trợ và bán kháng cự khi mà thị trường nó chưa xác nhận cái phiên nào mà vượt qua những vùng 1.294 này gọi là cái mãn ấy, thì ta vẫn có thể thay đổi cách đánh nắm giữ được. Và hiện nay thì em như em đã giới thiệu là một số cổ phiếu ở trong nhóm ngành đầu tư công như là KFB đúng không ạ, đang có tín hiệu vượt kháng cự và phiên test lại rồi. Đây sẽ là cổ phiếu mà chúng ta có thể tham gia mua được ngay. Hay là những cổ phiếu ở nhóm ngành bán lẻ đúng không ạ, hôm nay chúng ta thấy là DigiWorld cũng đang ở những cái điểm mua tương đối là tốt anh chị, dưới đó được hỗ trợ bởi cây dao găm và những cái đám mây này. Việc cái cổ phiếu này điều chỉnh hay là tái tích lũy trở lại nó sẽ là cơ hội cho chúng ta nha anh chị. Ta thấy là cái vốn bán nó không bị quá là mạnh đâu. Đây là những cổ phiếu mà ta có thể tham gia được. Em sẽ giới thiệu cho anh chị. Đầu tiên sẽ là KFB đúng không ạ? Sau là DigiWorld. Còn nếu anh chị em mình muốn tham gia vào nhóm ngành thép đúng không? Ta có thể là để ý HEG. HEG chúng ta sẽ có hai phương án mua. Một là nó vượt hẳn lên 23.5 đúng không ạ? Hai là nó test lại 22.2. Ta sẽ mua, còn hiện nay thì nó đang quá lưng chừng nha anh chị. Có thể là những cái phiên thứ 5, thứ 6 nó sẽ bị áp lực chỉnh lại cái vùng 22.2 đến 22.3 sẽ là thời điểm chúng ta có thể là tham gia vào cổ phiếu. Hoặc là nếu tích cực hơn thì nó vượt qua 2.5 thì cũng là thời điểm chúng ta có thể tham gia được. Còn ngoài ra thì chúng ta có thấy là rất nhiều các cổ phiếu tăng mạnh ở nhóm ngành bảo hiểm đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là đều quá những điểm mua rồi. Hay là những cổ phiếu ở trong nhóm ngành công nghệ Fox, ta thấy là có những phiên tăng rất là mạnh rồi thì sẽ không phù hợp với chúng ta mua mới, mà sẽ phù hợp cho chúng ta nắm giữ thôi. Việc chúng ta trong giai đoạn này là sẽ tìm những cổ phiếu nó về những vùng hỗ trợ hay là vượt qua những vùng kháng cự nha anh chị. Thì quan điểm của em là phiên thứ 6, phiên thứ 5 và phiên thứ 6, hai phiên cuối tuần sẽ rất là căng thẳng nha anh chị. Nhưng mà ở đó thì chúng ta cũng không nên mà quá là sợ sệt, mà chúng ta sẽ nhìn xem là lực bán của thị trường hay là trong phiên có cái dòng nào nó đứng lên dẫn dắt hay là có dòng nào bị bán mạnh hay không.
Nếu mà có dòng nào bị bán mạnh hay là cổ phiếu nó giảm quá là mạnh kèm theo thị trường nó bị áp lực bán thì ta cũng phải hành động hạ bớt tỷ trọng thôi. Còn khi chúng ta thấy là trong phiên nó vẫn có sự rung nó lắc nhưng mà trong khi đó vẫn có những cổ phiếu riêng lẻ hay là những cổ phiếu khỏe trong mỗi nhóm ngành nó vẫn giữ được tiếp tục trend hay là cổ phiếu nó đang ở trên cao nó chỉ áp lực 1-2% thôi thì chúng ta thấy là đây vẫn là sự vận động khá là bình thường của cổ phiếu hay thị trường anh chị. Ok, đây sẽ là nhận định ngắn nhanh của em về VN-Index trong phiên ngày 5 thứ 6, sẽ là một góc nhìn mới để anh chị em chúng ta có thể là cân nhắc và có thêm góc nhìn mới cho anh chị. Ok, cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Đừng quên để lại cho em những nút like hoặc là những trái tim màu tím nha. Bye bye.